Ở đây em có hai cặp. Các bác được ngắm từ nãy đến giờ về cái độ đẹp xung quanh của nó rồi đúng không? Với công suất là 180W trở kháng 6,3 ohm, made in Japan. Cái này có số seri là 089 này. Cái này có số seri là 12 này, 812 này. Con này có số là 004 này. Và con này đây, hơi xa tí em chưa nhìn thấy, anh em đọc hộ em nhé. Đấy. Dòng i9 thì nó có thiết kế cái hệ thống chân ở dưới đây, hay còn gọi là váy. Anh em lưu ý rằng một điều là rất nhiều cái chân này nó bị gãy hoặc bị vỡ. Đấy, người ta sẽ tháo bỏ luôn và người ta bắt bốn con chân bằng nhựa bên dưới. Nhưng bên em đây, hàng chân về còn nguyên si luôn anh em nhé. Nguyên si luôn. Đấy, thùng loa đang gỡ ra để trước tiên là loa bass. Dòng loa Pioneer thì những dòng này nó sản xuất vào đầu năm thập niên 80. Cái loa này nếu em nhớ không nhầm thì nó sản xuất vào năm 70, 78, 78, 79 rồi đó. Nó cùng thời với bộ âm ly Pioneer SI9. Đấy. Và từ năm đó đến nay mà cái loa nó còn đẹp được đến mức như này. Và cái gân này này là vừa mới về Việt Nam thì em mới tháo ra để thay gân. Bởi vì gân của nó hàng bãi về là nó bị mủn, nó không còn cái gân này nữa. Đấy. Thì bên em thay thì có hệ thống thợ thay thì có thể đổ được cái đường chân keo như này, để tránh cái tình trạng cái màng loa nó sẽ khi dao động nó sẽ bị gãy tỉa. Nếu như với những cái loa mà cái gân nó nằm trong như này, nó đè trong như này thì chúng ta bắt buộc phải đổ đường chân keo để đảm bảo cho cái khi mà nó dao động như này, dao động như này này thì cái màng loa này nó không bị những cái điểm chân chim ở đây. Đấy, bát đây cực đẹp luôn. Cái này thì không phải là sao cả, cái này là vết bẩn đâu. Đây em sẽ lau cho anh em xem cái chỗ này nhá. Đây, cái chỗ này thế, đây là vết hơi bẩn bẩn của ố bẩn này, em sẽ lau. Việc lau những chiếc loa bass này thì anh em lưu ý này, chúng ta không nên lấy rẻ mà chúng ta hãy dùng một cái chổi dạng như kiểu sứa sơn này, và chúng ta cứ lau đúng trong cái đường vòng tròn này của nó như này. Đấy, lau thật kỹ, cứ thế bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh rồi nó sẽ sạch thôi. Thật bình tĩnh nhá. Đây. Anh em thấy chưa? Cái vết lúc nãy còn thấy nữa không ạ? Đây. Ba mẹ thế này. Ở đây thì anh em thấy rằng là đây em đang sử dụng hệ thống ánh đèn rọi nhà này. Nên nó rọi đúng vào cái điểm này thì cái loa bass này nó hơi màu vàng một chút. Đây, chúng ta đặt cái này vào đây, màu lên khác ngay. Đấy. Thì ở đây có hai đôi. Đấy, hai đôi thì hai màu bass của nó như đôi này là một đôi và đôi này một đôi. Và như ở đây anh em nhìn này, cái tép của nó này. Đây. Cái tép của nó thì bên em đây là tép điện nhá. Lần này em sẽ không dán tem bên ngoài nữa mà sẽ dán tem bên trong như này. Đấy. Đấy, dán tem bên trong như này. Để cho anh em có thể tháo ra và kiểm tra thoải mái, bởi hàng xịn em chẳng ngại vấn đề gì cả. Cái tép điện này rất đắt nhá. Đấy, rất đắt luôn, anh em không tin thì cứ hỏi mà xem. Không ai dám bán cái tép này luôn, mà nếu có bán thì với cái mức giá cực kỳ cao. Nếu như quả tép điện này em thấy một số đơn vị có thì bán thì nó rơi vào chừng tầm 3-4 triệu một cặp tép này. Đấy. Phải nói nó mới đến nỗi mà các cái inox của nó, anh em nhìn này, lóe mắt luôn, đúng không ạ? Đấy, chung thì chung carbon, chung thì đây, ở đây em sẽ dán một cái tem như này. Đấy, cho anh em mở ra, thích kiểm tra thoải mái. Cho anh kiểm tra thừa thời gian để kiểm tra luôn, nếu các bác có thời gian kiểm tra. Em sẵn sàng cho các bác kiểm tra, không tiếc một cái tí gì cả, bởi vì hàng xịn, không bao giờ phải lăn tăn. Màng là màng carbon này, các bác nhìn này. Gân là gân vải. Đấy, dấu tem của Pioneer đây. Đó. Và phân tần của bọn này thì nó nằm ở dưới cái tấm này này. Đấy, chúng ta phải lật cái tấm này lên. Đây, em chấp nhận nhổ một cái này lên nhé. Đấy, phân tần của nó ở dưới này. Nó sẽ, bọn Pioneer thì con nào nó cũng thế, nó cũng sẽ thiết kế cái le. Đây. Cái le cho tép và cái le này là cho chung. Đấy, cuộn dập của loa bass.
Dây này là dây cho bát này. Đấy, thùng quách bên trong anh em nhìn thấy mới không? Mới keng luôn. Bên trong là bông tiêu âm này. Đấy, bông thủy tinh. Hòa bát đây. Hòa bát thì em đã bảo thợ của em dán tem vào đây. Đấy, cái bát nó bảy sắc cầu vồng luôn, anh em nhìn mới chưa? Chân côn của nó đây. Đấy, bật flat này. Tem nó đây. Mà nhìn thấy chưa? Này. Các bác cũng nhìn cái mảng bát của nó khi bật flat khi chói vào này. Gần này. Thay cực kỳ nét luôn nhá. Kỹ thuật tuyển cao luôn. Đây, cái chân của nó này, đẹp chưa? Cái bát này của nó thì có hệ thống ốc bên trong, xong rồi nó đến thêm một cái vành nữa. Đây, cái vành nữa nó sẽ thành như này. Còn e-căng của nó đây. E-căng của bọn i9 là khung của nó là khung vải, à khung của nó là khung khung gỗ. Đây, anh em nhìn khung gỗ này. Đấy, chứ không phải là khung nhựa nhá, khung gỗ. Và khi đóng căng vào thì với cái chất liệu vải của nó là vải mỏng nên chúng ta có thể nhìn thấy cái tuyến loa của nó hơi lộ ra một chút này. Đấy, rất yêu luôn. Đây. Tem i9 này, cực kỳ đẹp luôn. Không hề thủng rách gì cả. Hai cặp loa này phải nói là siêu nét. Rồi, và với mức giá của hai cặp loa này thì cho em xin phép được công bố tới anh em là với mức giá là 20 triệu tròn. 20 triệu tròn. Đấy. Giá này không bao gồm tiền cước phí. Anh em có thể tham khảo thoải mái. Anh em có thể tham khảo thoải mái luôn nhá. Trên tất cả các diễn đàn xem là với mức giá này, với độ đẹp như này, với độ zin cam kết cho anh em như này thì nó có đáp ứng được nhu cầu của anh em hay không. Thì anh em rút điện thoại lên và cho em một cú điện thoại. Đấy. Và bên em bán hàng thì phải có đặt cọc thì mới COD nhá. Còn nếu không đặt cọc thì em chịu thôi. Và với những cặp loa to như này, như cặp loa này nó không hề nhẹ. Với cặp loa như này thì nếu em nhớ không nhầm thì cân nặng của nó sẽ rơi đâu đó khoảng chừng tầm 70 cân. Và sau khi đóng hàng xong thì tốn rất nhiều xốp. Thì với những cặp loa như này thì các bác đặt cọc cho bên em thấp nhất. Em dùng cái từ thấp nhất nhá, là phải đặt cọc cho bên em là 2 triệu thì em mới có thể đóng hàng đi được cho anh em. Còn nếu anh em mà cảm tưởng chưa đủ lòng tin để mà đặt cọc cho bên em thì tốt nhất là chúng ta cũng không nên giao dịch với nhau, không nên nói chuyện với nhau để cho nó đỡ mất thời gian của các quý vị các bạn và mất cả thời gian của bên em. Đấy. Còn với những cặp loa Pioneer i9 này thì chất âm của nó thì anh em nào chơi i7 đã biết nó hay rồi. Thì đừng nói là i9 tại sao nó lại không hay hơn. Đấy, i9 nó là đẳng cấp luôn. Đấy. Còn i7 thì nhà em có rất nhiều luôn nhá. i7 đây này. i7 có rất nhiều. i7, i77 có rất nhiều luôn. Đây. Đây là i77. i7 bên này này. Đây. Đấy, i7 rất nhiều luôn. Anh em nhìn chưa? i7 thì cấu tạo của nó là bát 25. Và với mức giá, với mức giá của i7 thì bên em đang bán ra là 8 triệu rưỡi một cặp. Đấy. Còn i9 là 20 triệu một cặp. Và ở đây em có hai cặp cực kỳ đẹp cho anh em chơi luôn, căng không một vết thủng. Đấy. Và xin phép nhắc lại là đặt cọc trước cho bên em thấp nhất là 2 triệu, em sẽ ship hàng COD cho anh em. Và giá trên là không bao gồm tiền cước phí. Rồi, mọi thông tin thì cảm ơn anh em quý vị các bạn đã lắng nghe và xem kênh của Phạm Thức Audio. Cảm ơn anh em rất nhiều.